Xin chào, rất vui rất được gặp lại các bạn trong series Hỏi gì đáp đấy của VFX. Theo bạn thì có loại bếp nào cắm điện nhưng lại phụt ra lửa hay không? Từ xưa đến nay, trái đất đã quay được mấy vòng hay khóc có làm tăng độ cận thị hay không? Chào mừng đến với Bạn hỏi VFX trả lời, phần 76. Bạn Trí Võ thắc mắc, có loại bếp ga nào lại cắm điện vào dùng được hay không? Không bạn ạ. Ban đầu, VFX còn tưởng là sẽ có một video bóc phốt ly kỳ về con bếp ga điện, điện ga này. Thế nhưng không, ngay trong đoạn video bạn chia sẻ vào nhóm ấy, người ta đã đăng link của sản phẩm. Và sản phẩm đó là gì ạ? Bếp ga. Nếu như bạn để ý một chút thì trong video có hai chi tiết giúp ta ngay lập tức lật tẩy được video quảng cáo có mùi không trung thực này. Chi tiết đầu tiên đó là ngay khi mà người ta lật chiếc bếp lên để cắm điện ấy, bạn có thể nhìn thấy một chiếc ống dẫn ga to tướng ở mặt dưới. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để biết rằng đó là một chiếc bếp ga. Ngay ở mặt trên, lửa phun ra từ hai chiếc mâm chia lửa to tướng, một phụ kiện đặc trưng của bếp ga. Và nếu như bạn vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, vẫn còn bán tín bán nghi, thì hãy nhìn cọng dây điện mà người ta cắm vào bếp. Gọi là cọng bởi vì nó đúng là một cọng dây điện, mà cụ thể ở đây thì là một loại dây sạc. Những dây sạc với củ sạc bé bằng cái kẹo như thế này thường chỉ có công suất từ vài, giỏi lắm thì là vài 30W. Với vài 30W, bạn có thể sạc một chiếc điện thoại, chứ nấu ăn ấy còn lâu ạ. Nope. Một chiếc nồi cơm điện có công suất dao động từ 500 đến 1000W, và đôi khi bạn còn thấy nó nấu cơm lâu vãi cả trưởng. Một chiếc bếp từ hai mặt nấu, hay còn gọi là bếp từ đôi, có công suất tổng khoảng 4000W. Nếu chiếc bếp được quảng cáo là bếp điện bật ra lửa kia là thật, thì nó sẽ có công suất loanh quanh 4000W. Với công suất này, đường kính dây dẫn tối thiểu phải đạt 1,8mm. 3 lõi dây, một nóng, một nguội, một mát, mỗi lõi 1,8mm, cộng với 3 lớp vỏ bọc riêng cho mỗi lõi và một lớp vỏ bọc bên ngoài, sợi dây điện tối thiểu phải có đường kính 8mm. Nó ít nhất phải to bằng sợi dây mà bạn dùng để cắm nồi cơm điện hoặc ấm siêu tốc, chứ không thể mỏng méng giống như một sợi cáp điện thoại thế kia được. Về chuyện tại sao lại có cái video bếp cắm điện phụt ra lửa ga kia, câu trả lời đó là do dàn dựng và cắt ghép. Mà nó lại lừa bố mày. Video các bạn xem là một sản phẩm được thiết kế để bạn nghĩ là nó liền mạch. Thực tế không phải như vậy. Khi VFX bỏ nó vào phần mềm Bóc Phốt Premiere Pro và phát từng khung hình, chúng tớ nhận ra một đoạn cắt cảnh rất tinh vi ở 5 giây 21. Trước đó, cánh tay chuyển động rất chậm theo từng khung hình, như bạn có thể thấy. Thế nhưng ở 5 giây 21, nó đột ngột nhảy một khoảng cách khá xa. Cùng với đó, ánh sáng của video có sự biến đổi rất nhẹ và các đèn báo trên mặt bếp cũng đột nhiên sáng lên. VFX suy đoán rằng đây chính là cảnh sau khi người ta đã nối dây dẫn ga vào ống dẫn ga ở mặt dưới của bếp. Khi phát ở tốc độ bình thường sẽ là cực kỳ khó để bạn nhận ra đó là một sự cắt ghép. Thế nhưng với tốc độ phát một khung hình trên dây của Bóc Phốt Premiere Pro, sự thật đã được phơi bày. Vỗ tay, vỗ tay! Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 soi, combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k, dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Một bạn giấu tên thắc mắc là khóc có làm tăng độ cận thị hay không, bởi vì bạn thấy trên TikTok chia sẻ thế. Không bạn ạ. Cận thị là một tật khúc xạ khiến người bị khó nhìn thấy những vật ở xa, thế nhưng lại nhìn rõ những vật ở gần. Bạn nhìn rõ vật khi mà ánh sáng phản xạ từ vật hội tụ trên võng mạc của bạn. Ở người cận thị, ánh sáng từ các vật ở xa hội tụ ở phía trước thay vì ở trên võng mạc. Kết quả là các vật ở xa trông mờ, trong khi các vật ở gần trông bình thường. Thấu kính trong mắt người, hay còn gọi là thủy tinh thể, có tiêu cự từ 17 đến 24mm, trung bình khoảng 2,05cm. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc rơi vào khoảng 2cm. Hoàn hảo. Thế nhưng khi nhãn cầu phát triển quá dài, gần giống như là quả trứng gà, tiêu cự bỗng dưng bị thiếu mất một tí, khiến cho điểm hội tụ không với tới võng mạc. Khi đó bạn bị cận thị. Cũng có trường hợp nhãn cầu bình thường, thế nhưng tiêu cự của thủy tinh thể lại ngắn hơn bình thường, thì cũng cho ra kết quả tương tự, biến bạn trở thành quái vật bốn mắt. Nguyên lý là vậy.
Về nguyên nhân gây ra cận thị, có thể là do bố mẹ bạn tặng cho bạn một mã gen hơi đỏ, trong đó hoặc là nhãn cầu của bạn sẽ dần dần dài ra, hoặc là thủy tinh thể sẽ dần phình lên, hoặc là giác mạc của bạn bị còng quá mức. Ngoài ra, nếu như bạn nhìn gần trong thời gian dài, như là đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc máy tính nhiều giờ một ngày, liên tục trong thời gian dài, thì cũng làm tăng nguy cơ cận thị. Khi bạn nhìn gần, mắt sẽ tự điều tiết bằng cách co các cơ mi để thay đổi hình dạng thủy tinh thể, từ đó thay đổi tiêu cự. Sự điều tiết quá mức có thể dẫn đến thay đổi hình dạng của mắt, đặc biệt là ở trẻ em, bởi vì mắt của bọn này vẫn còn đang phát triển và dễ bị tác động. Tóm lại, cận thị xảy ra khi mà hoặc là thủy tinh thể, hoặc là nhãn cầu biến đổi, khiến cho hệ thống quang học con người bị mất nét. Nó không liên quan gì đến việc khóc cả. Nước mắt rất tốt cho mắt, nó thậm chí khiến cho những người cận thị nhìn thấy rõ hơn. What? Nghe khó tin, thế nhưng nhiều người có thể xác nhận điều này. Khi bạn khóc, nước mắt tạo ra một lớp mỏng và mịn trên giác mạc, tạm thời lấp đầy những vết xước hoặc những bất thường nhỏ và tạo ra một bề mặt khúc xạ gần như hoàn hảo cùng với một tầm nhìn trong veo. Thế nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi. Khi bạn chớp mắt vài cái hoặc lấy tay gạt đi nước mắt, tác dụng này sẽ biến mất. Tóm lại, khóc không làm tăng độ cận thị đâu nhà bạn gì đấy ơi. Bạn Tước Ngạn Nguyệt Cơ thắc mắc, kể từ khi trái đất sinh ra đã quay được bao nhiêu vòng? Vì ở đây bạn không hỏi cụ thể nên VFX mặc định rằng bạn hỏi trái đất đã tự quay được bao nhiêu vòng quanh trục của nó kể từ khi sinh ra đến nay. Câu hỏi này nghe có vẻ easy. Trái đất quay một vòng hết một ngày, nó 4,54 tỷ tuổi. Thế nên theo lẽ thường, ta lấy 4,54 nhân với 365 ngày một năm sẽ ra 1.657 tỷ 100 triệu vòng. Nhưng nếu như bạn điền 1,657 nghìn tỷ vòng vào bài thi thì tạch là cái chắc. Ngày nay, hành tinh của chúng ta mất 86.164,0905 giây, hay là 23 giờ 56 phút và 4,0905 giây để quay hết một vòng hoàn chỉnh. Đây được gọi là một ngày thiên văn. Vấn đề là một ngày không phải lúc nào cũng dài gần 24 giờ. Khoảng 4,4 tỷ năm trước, mặt trăng đã hình thành sau khi một vật thể kích cỡ sao hỏa đâm vào trái đất. Vào thời điểm đó, hành tinh của chúng ta quay nhanh đến mức nó bè ra như một quả bóng bồ dục và mỗi ngày có thể chỉ dài khoảng 4 giờ, tức là quay nhanh gấp 6 lần bây giờ. Chúng ta thực sự không biết là trái đất quay nhanh cỡ nào trước khi mà mặt trăng xuất hiện. Có thể trái đất đã từng quay nhanh gấp 10 lần hiện tại, với một ngày chỉ dài có 2,4 giờ và vụ va chạm tạo ra mặt trăng đã làm chậm nó. Hoặc ngược lại, có thể trái đất đã từng quay chậm hơn và vụ va chạm đã tăng tốc nó. Có một điều chắc chắn đó là khi mới hình thành, mặt trăng ở rất gần trái đất, có thể chỉ cách khoảng 24.000 cây số, tức là cỡ này. Đại dương dung nham khiến cho nó phát sáng màu đỏ xỉn trên bầu trời và lớn gấp 15 lần mặt trăng ngày nay. Wow. Lực thủy triều tỷ lệ nghịch với lập phương khoảng cách, tức là nếu như mặt trăng gần trái đất hơn chỉ 10 lần, lực thủy triều của nó sẽ mạnh hơn 1.000 lần. Về cơ bản, thủy triều trên những đại dương đời đầu trên trái đất sẽ cao hàng trăm mét, đủ để gây ngập lụt cho tất cả lục địa 2 lần mỗi ngày. Hiệu ứng thủy triều ghê gớm này cũng làm giảm tốc độ quay của trái đất khoảng 6 km/h sau mỗi 10 triệu năm, trong lúc mặt trăng lùi xa dần. Kết quả là ngày dài dần ra cho đến khi bạn có tới 8 tiếng ngủ mỗi ngày như bây giờ. Trở lại với câu hỏi của bạn Tước Ngạn Nguyệt Cơ, thời lượng một ngày của trái đất theo thời gian có thể được biểu diễn bằng sơ đồ bạn đang nhìn thấy. Bằng cách phân tích đường cong, người ta tính ra được rằng trái đất đã quay được 2,44 nghìn tỷ vòng, không kể vài chục triệu năm từ lúc nó hình thành cho đến khi mặt trăng xuất hiện, bởi vì chúng ta thực sự không biết những gì xảy ra khi đó. Anh chị em có đồng tình với VFX hoặc có muốn bổ sung gì thì mời để lại comment bên dưới nha. Như mọi khi, nhớ like video nếu thấy nó bổ ích, đăng ký kênh và rung chuông để được giải đáp những thắc mắc kỳ quái. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!